hỏi: cái gì gọi là nghiệp? Đáp: nghiệp là cái gánh nặng của con người, là gánh nặng của sinh mạng và của tinh thần. Nghiệp của mỗi người tạo ra thì thâu cất vào kho chứa riêng của mỗi người, tức là cất chứa trong thửa ruộng của thức thứ 8. Kho chứa này có sức thần thông, cho nên nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ gì bỏ vào cũng đều được cả. Nó thì không lớn, không nhỏ, cũng không có gì là phân biệt. Đấy đều là nghiệp của chính mình, không phải của người khác, nên không ai đánh cắp được, cũng không ai cướp đoạt hay lấy đi được. Hỏi: mỗi ngày con nên rốt ráo tu hành như thế nào mới có thể liễu sanh thoát tử được? Đáp: hãy tự để ý đến mỗi cử chỉ hành động của mình, đi, đứng, nằm, ngồi, chẳng rời nhà, tức là tu hành vậy. Hỏi: là đệ tử Phật thì có thể ăn trứng không? Đáp: nếu quý vị thèm muốn ăn những thứ dinh dưỡng đó thì cần gì phải hỏi tôi. Ha ha ha,